Xin chào quý vị khán thính giả của người Việt Channel, tôi là Mùi Như Mai từ San Francisco, California. Trong những ngày vừa qua thì bên Đảng Dân chủ, nhất là thống đốc của uh, Dân chủ của tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz, ông đã gọi thẳng Trump và Vance là người kỳ quặc gì đâu, đó. mà tiếng Anh gọi là weird. Đảng Cộng hòa họ nghe họ tức lắm, quý vị. Vì chưa bao giờ có chữ nào thích hợp hơn với Trump Vì những hành vi, lời ăn tiếng nói điên điên khùng khùng của ông ta Như là người bị bệnh tâm thần vậy đó Vì nếu là một người tỉnh táo, có lý trí Thì không bao giờ mà ăn nói kiểu như vậy cả Nhưng mà cả cái đám cuồng Hay nói đúng hơn là cả đám đảng Cộng Hòa Trump Họ lại thích thú Họ nhảy cỡn lên vì các cơn điên điên của Trump họ nhảy cỡn lên vì một tên weirdo như vậy. Cho nên Trump càng hứng chí, mà càng hứng chí thì ông ta càng weird. Và bây giờ lại có thêm tên phó tổng thống J.D. Vance cũng muốn bắt trước Trump lên cơn điên. Nhưng mà càng bắt trước thì lại càng vô duyên và vụ về nữa, và càng weird. Vậy chúng ta cùng nhau nghe một ý kiến về hai tên weirdo này nha quý vị. Bài viết có tựa đề là Thực sự, Đảng Cộng Hòa đang trở nên kỳ quặc hơn, bất bình thường hơn, weird hơn. Đảng Cộng Hòa cần phải thuyết phục cử tri của họ rằng đó, Donald Trump và JD Vance là những người bình thường. Và rõ ràng là Trump và Vance không phải là người bình thường. Đây là bài viết của ông Eugene Robinson được đăng trên báo The Washington Post ngày 29 tháng 7 năm 2024 do Bùi Như Mai Dịch phải nói là cũng kỳ nếu đảng dân chủ cứ chọc là ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa là kỳ quặc là bất bình thường là weird nếu điều đó không đúng mà chọc thì kỳ nhưng mà liên danh của trump và vans đang càng ngày càng weird càng kỳ quặc và càng bất bình thường hơn Ứng cử viên phó tổng thống của Donald Trump là thượng nghị sĩ J.D. Vance đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Ban tranh cử của bà Harris gửi ra một email vào hôm thứ Sáu tuần trước và email đó có chủ đề là j D. Vance là một tên đáng sợ vì anh ta muốn ban hành lệnh cấm phát thai trên toàn quốc. J.D. Vance quá và các cử tri biết điều đó vì Vance là ứng cử viên phó tổng thống không được ưa chuộng nhất trong nhiều thập niên qua. Đó là email của ban tranh cử của bà Harris. Vance bị chỉ trích vì Vance bôi nhọ các bà mèo, các bà cat ladies. Và Vance cứ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn khi mà Vance nói xin lỗi mà không hề có ý chân thành. Rồi anh ta lại đổ lỗi cho mọi người vì cứ tập trung quá nhiều vào lời mỉa mai chứ không phải vào nội dung thực sự của những gì mà anh ta thực sự muốn nói. À, thì thôi cũng được đi. Nhưng mà chữa cháy kiểu như vậy nè, chẳng giúp gì cho Vance cả. Nội dung mà Vance muốn nói tới, đó là anh ta muốn khẳng định rằng những bà, những cô mà không có con cái đó thì không xứng đáng được có tiếng nói bình đẳng trong các vấn đề của quốc gia. Một đoạn clip khác của Vance mới được tìm ra cho thấy là anh ta lập luận rằng khi mà cha mẹ đi bỏ phiếu thì nên thì họ nên được phép bỏ thêm một lá phiếu cho mỗi đứa con trong gia đình chưa đủ tuổi bỏ phiếu. Anh ta nói cái chuyện đó ở trong một cái video trong quá khứ nhưng bây giờ anh ta nhất định không rút lại cái lời nói đó mà lại giải thích xa gần là tuyên bố của anh ta chỉ là một suy nghĩ thôi mà. Chứ không phải là một chính sách gì chắc chắn cả. Cũng là chuyện bình thường nếu Vance nhận ra rằng trong quá khứ mình đã nói điều gì ngu xuẩn và bây giờ hối hận. Bình thường là một người đã nói chuyện gì ngu xuẩn thì bây giờ hối hận. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là hiện giờ Vance đang là cánh tay phải của Trump có nghĩa là không bao giờ được xin lỗi. Thực ra là không bao giờ được phép nói lời xin lỗi cả. Thống đốc Minnesota Tim Walz Đảng dân chủ là người nằm trong danh sách có thể được bà Harris chọn làm phó tổng thống. Và ông đã nói như thế này. Những người này là những tên weird. Oh my god. Trời ơi là trời Họ tấn công những người nuôi mèo Họ chết họ rồi Cứ vào internet để xem Những người nuôi mèo sẽ làm gì Khi những tên weirdo này đã Đang tấn công họ Trump cũng weird Và điều đó ngày càng rõ ràng Kể từ mùa thu năm ngoái, tại các buổi tranh cử thì ông ta thường xuyên kể câu chuyện ngu xuẩn về một cái tàu, một cục pin và một con cá mập khi mọi người nói rằng toàn bộ câu chuyện này chả có ý nghĩa gì và họ chế diễu sự thiếu hiểu biết về căn bản vật lý của Trump là về sự hiểu biết về căn bản mà ông ta vẫn khăng khăng khẳng định mình là người không thể sai được và Trump nói với giám dân cuồng rằng đó thực sự không phải là câu chuyện điên khùng đâu mà đó là một câu chuyện thông minh nhưng mà nó không xảy ra trong cái vũ trụ này. Và Trump cũng không ngừng nói về nhân vật tuyệt vời chuyên ăn thịt người. Nhưng đã quá cố, đó là nhân vật Hannibal Lecter trong cuốn phim Silence of the Lambs do tài tử Anthony Hopkins đóng. Không rõ cái chữ quá cố và chữ tuyệt vời mà Trump dùng nó xuất phát từ đâu vì nhân vật Hannibal Lecter trong phim Silence of the Lambs cái nhân vật này không hề chết nha và tài tử Anthony Hopkins vẫn đang còn sống nhăn răng cái kìa mà Trump còn điên khùng tới mức á ông ta đem cả cái nhân vật Hannibal Lecter vào trong bài phát biểu dài 92 phút của mình tại đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa ở Milwaukee và không ai biết lý do tại sao mà Trump làm như vậy. Bộ trưởng Giao thông của chính quyền Biden là ông Pete Buttigieg là một trong những người cũng có thể được bà Harris chọn là phó tổng thống. Thì anh này đã nói hôm chủ nhật trên đài TV Fox News rằng Trump đã già hơn và kỳ quặc hơn. Anh này nói quá đúng, thì làm sao mà có thể cãi lại cái nhận xét của anh này được? rồi đảng dân chủ đó họ không hề ngu khi mà nghĩ rằng cái châm chọc Trump và Vance là weird là đủ để đánh bại Trump và Vance đâu nhưng mà châm chọc chế giễu một tí thì cũng không sao trong nhiều tháng qua đảng dân chủ đã chán trường bỏ lê bỏ càng giống như là một người đang sắp phải đi đến văn phòng nha sĩ để lấy tủy răng đau bút ngán ngẩm lắm rồi bây giờ Đột nhiên quý vị, Đảng Dân Chủ lại bừng bừng trở lại khi mà con tim mọi người đã vui trở lại. Và dân Đảng Dân Chủ đang mong chờ đại hội đảng sắp tới, chỉ vài ngày nữa thôi ở Chicago, đó. như một dịp để mà ăn mừng. Ăn mừng một khởi đầu mới. Số tiền 200 triệu đô la mà họ đã quyên được đó, kể từ khi Tổng thống Biden rút lui và bà Harris lên thay thế, đã làm cho tâm trạng của cả đảng Dân Chủ vui hơn rất là nhiều luôn. Và trong khi đó, đảng Cộng Hòa đang phải vật lộn để có một chiến lược mới. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đập vào tuổi già và sức khỏe của Tổng thống Biden. Và bây giờ, điều đầu tiên của MAGA là đập bà Harris về chủng tộc và về giới tính. Ví dụ, gọi bà là ứng cử viên DEI giống như tôi có giải thích về DEI trong cái chương trình trước của tôi đó quý vị. Họ gọi bá là DEI vì bá là phụ nữ da đen mà gốc Ấn Độ. Một chiến dịch tranh cử mà dựa trên sự kỳ thị chủng tộc và coi thường phụ nữ không thương tiếc kiểu này đó. Hoặc là họ dựa trên việc họ muốn biến bà Harris thành một kẻ xa lạ không phải là dân Mỹ đó. Cho bá không phải là dân Mỹ thực sự nữa làm cái kiểu như vậy là đê tiện, đáng ghê tởm. Nó cũng đòi hỏi là Đảng Cộng Hòa phải thuyết phục cử tri rằng Trump và Vance là những người bình thường. Mà rõ ràng là hai người này không phải là người bình thường. Nếu cho rằng những nỗ lực thân thiện của Vance là vụng về, là giả tạo, là cứng nhắc. Nói vậy đó là xúc phạm đến cây sồi, cây phong nha quý vị nhé như cuối tuần rồi đó, Vance đã đến một nhà hàng ở tiểu bang Minnesota để tranh cử. Thì anh ta đã có những phát biểu không tự nhiên, phải nói là vụng về khi cố tỏ ra mình là người thân thiện với cử tri. Mà trong khi đó, Trump đã thử đặc biệt danh cho bà Harris là Laughing Kamala, tức là cái bà này bắt chuyên cười mà thành ra là Laughing, Laughing là cười quý vị, Laughing Kamala. Ông muốn chế giễu cái giọng cười và khiếu hài hước của bà phó tổng thống. Nhưng mà ít nhất bà Harris bà cũng có khiếu hài hước. Nói về tiếng cười vang vang của bà Harris á, thì chúng ta nên nhớ lại đi. Chúng ta chỉ nghe Trump gầm gừ và chế giễu mọi người. Chúng ta cũng đã thấy ông ta cười. Cười cười đó. Nhưng mà có ai nhớ là ông ta đã cười lớn, cười vang lên hay không? tôi tức là tác giả đó tôi tôi thì không có nhớ rồi đó trump thật sự là weird đúng không quý vị kính thưa quý vị đó là bài viết của ông eugene robinson trên báo the washington post bây giờ chúng ta trở lại chuyện tranh cử của bà harris đã 10 ngày kể từ khi tổng thống biden rút lui và tuần lễ trăng mật của bà harris coi như cũng đã qua trong tuần qua đó thì khí thế của bà và của đảng dân chủ lên ầm ầm và ai cũng tự hỏi là khí thế này sẽ được bà duy trì tiếp tục hay là yểu xìu và trump đang đợi để mà ngoi lên trở lại nhưng mà dường như tình hình không phải vậy bà vẫn còn khí thế ghê lắm hôm đầu tuần này bà đã đến atlanta tiểu bang georgia để mà tranh cử thì trong cái hội trường gần 10.000 người đến tham dự đó thì các, các nhà báo họ đi phỏng vấn những người đến tham dự thì ai cũng phấn khởi hết quý vị và họ đã qua cái thời kỳ chán nản buồn bã vì Biden không còn sức tranh cử cho nên lúc đó đó khi mà Biden chưa rút đó, thì các chuyên gia đã gạch sổ tiểu bang Georgia cho Biden và họ cho cái tiểu bang này ngả qua cái phiếu của Trump và nghĩ là Trump sẽ thắng tiểu bang Georgia nhưng mà tình hình đã thay đổi rồi vì hiện nay bà Harris đã mang sức sống cho đảng Dân Chủ trở lại tiểu bang Georgia. Vậy, chúng ta hãy coi bà Kamala Harris sẽ làm gì để sẵn sàng kéo dài tuần trăng mật của mình nếu nó kết thúc sớm. Kính thưa quý vị, đó là tự đề bài viết của E.J. Dion ở trên báo The Washington Post ngày 28 tháng 7 năm 2024 và cũng do bùi như mai dịch. Những người mà chỉ trích coi thường bà Harris cứ hỏi là bà sẽ có bao lâu? Có bao lâu thì giờ? Bà chỉ cần 100 ngày thôi. Ai có thể duy trì tuần trang mật trong 100 ngày hay không? Và đó là thử thách của Phó Tổng thống Kamala Harris. Nếu bà tiếp tục duy trì được thì quá tốt. Sau khi Tổng thống Biden rút lui, bà Harris được Tổng thống Biden ủng hộ ngay lập tức. Thì tuần lễ đầu tiên là một điều kỳ diệu đối với Đảng Dân Chủ và cũng là sự cảnh báo mạnh mẽ cho Đảng Cộng Hòa. Ai cũng nhẹ nhõm, ai cũng nhẹ nhõm khi Đảng Dân Chủ bắt đầu lại chiến dịch tranh cử năm 2024 với một ứng cử viên tràn đầy năng lượng đã giúp họ tự tin hơn. Chúng ta có thể gọi đó là niềm vui mà đảng dân chủ đã thiếu trong suốt cả năm nay. Donald Trump và ban tranh cử của ông ta đã bị chới với luôn. Trong đại hội của đảng cộng hòa đó, thì họ gieo hò là họ sẽ có chiến thắng áp đảo vào tháng 11 này, một chiến thắng mà họ cho là đã nằm đã nằm trong cái tầm tay này của họ. Này. Và họ sẽ chỉ đạt được nếu tổng thống Biden là đối thủ của Trump thì nhiều cử tri bầu cho Biden là vì họ chống Trump. Nhưng mà rất nhiều cử tri bầu cho Trump là vì họ cho rằng Biden đã quá già để làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, Trump và ban tranh cử của ông ta dường như hoàn toàn không chuẩn bị cho sự thay đổi này. Sự thay đổi mà ai cũng thấy đây là một khả năng rất là cao sau buổi tranh luận thất bại của Biden vào ngày 27 tháng 6. Kirsten uh, Sotis Anderson là chuyên viên thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa cho biết đó là vài ngày đầu, sự tấn công của Trump đối với bà Harris rất là rời rạc. Trump, ban tranh cử của Trump và các đồng minh của Trump công kích bà Harris tá lại luôn từ tấn công này sang tấn công khác mà không có cái 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 công kích nào rõ ràng cả. Đảng Cộng Hòa đã tự làm nhục mình bằng những tấn công với lời lẽ kỳ thị chủng tộc và phân biệt giới tính trắng trợn luôn, chống lại bà Harris. Bản thân Trump thì hôm thứ Năm vừa rồi đã nhá nhá cho biết là ông ta sẽ rút lại lời cam kết là có tranh luận vào tháng 9 này hay không. Những hỗn loạn mà phe Trump đang có là do tự Trump gây ra. Đó là từ J.D. Vance một ứng cử viên phó tổng thống do tự chính tay Trump lựa chọn. Và điều này đó càng làm tăng càng làm tăng thêm sự lo lắng trong Đảng Cộng hòa hiện nay nè. Tuy nhiên, chuyên viên thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa bà Anderson nói rằng Harris phải sẵn sàng để đối phó một cách hiệu quả hơn với những cuộc tấn công sắp đến từ Trump, một cuộc tấn công như vũ bão đến từ Trump bà này bắt chỉ cho tôi thấy một quảng cáo của ứng cử viên thượng viện tiểu bang pennsylvania của đảng cộng hòa là dave mccormick đã buộc đối thủ của mình là thượng nghị sĩ bob casey thì đây đó là một thí dụ là một dự báo về những chỉ trích sắp tới nhắm sẽ nhắm thẳng vào bà harris quảng cáo này mô tả bà harris là một người thuộc cánh tả Ông này ông sử dụng lại cách tuyên bố từ năm 2020 khi mà bà Harris ra tranh cử ở vòng sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Thì lúc đó đó, bà Harris bắt đang phải đối phó với các ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ về các chính sách khai thác dầu khí từ đá phiến, về vấn đề cảnh sát, về di trú, về bảo hiểm sức khỏe, về súng đạn và cả vấn đề dinh dưỡng nữa. Các bình luận gia bảo thủ hiện giờ này, đang tấn công bà Harris với các bài viết theo ý kiến riêng của họ nha. Và họ cho rằng bà Harris là một ứng cử viên dở lắm. Và Trump chắc chắn là sẽ tấn công bà Harris về vấn đề tội phạm, về di trú, về giá cả hàng hóa giống như Trump đã tấn công Biden vậy đó. Nhưng mà nguyên tuần lễ vừa rồi, Trump đã khởi đầu quá chậm chạp vì Trump đã, vì làm như vậy Trump đã vô tình cho bà Harris một tuần một tuần quan trọng để mà tự xác định và trình bày về con người của bà về cá nhân của bà đến cho cử tri của cả nước và đảng dân chủ tận hưởng cái niềm vui mà đảng dân chủ đã cọ đã đã, đã đã không có trong một năm này bao gồm cả các biếm hài tự phát từ những người yêu thích bá và sự ủng hộ âm âm mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội đã bắt đầu ngay cả trước khi mà Tổng thống Biden rút lui nữa. Trong những bài diễn văn đầu tiên của bà Harris thì bà đã nêu rõ về sự thay đổi thế hệ. Và giờ đây Trump lại chính là người có vấn đề về tuổi tác. Bà đã định nghĩa lại kỳ bầu cử này đó là sự lựa chọn giữa tương lai và quá khứ và bằng lời nói và bài hát mà bà đã được phép tác giả cho phép bà sử dụng đó thì bà đã nêu rõ chủ đề về tự do các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy là bà đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách dẫn trước của Trump so với Biden thành công quá lớn của bà Harris vì chỉ mới có vài ngày và cho đến nay đã chứng minh được sự đoàn kết nhanh chóng của đảng Dân Chủ. Họ đồng lòng đứng đằng sau lưng bà. Và bà đã, đã phá vỡ cái ý nghĩ, đặc biệt là trong giới bình luận và cách nhà quyên góp tiền cho đảng Dân Chủ. Nhé. Ý nghĩ về một tiến trình chọn ứng cử viên cho đảng Dân Chủ đã không xảy ra. Hoặc ý kiến cho rằng đảng Dân Chủ có thể sẽ đấm đá với nhau để mà giành được cái sự đề cử này. Đảng dân chủ đoàn kết đứng sau lưng bà Harris không phải là ngẫu nhiên đâu. Vì bà được tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ ngay lập tức mà sau khi ông tuyên bố rút lui và điều này rất là quan trọng nha. Phần khác cũng là phản ứng phải đoàn kết nhanh chóng trước những chia rẽ quá nhiều, quá sâu trong nội bộ đảng về việc tổng thống Biden nên rút lui hay nên tiếp tục tranh cử. Một dân biểu Hạ viện cho biết là sự đoàn kết này là kết quả của ba tuần hỗn loạn trước đó. Nếu mà đảng Dân Chủ tiếp tục đấm đá từ lúc Biden rút lui cho đến cuối tháng 8, đó, thì họ sẽ thua nặng vào tháng 11. Và ông Dân Biểu này nói là chúng tôi không thể mất đoàn kết để hỗn loạn thêm một ngày nào được nữa. Lý do đưa ra là chỉ có bà Harris mới có thể hiểu rõ được bộ máy tranh cử của Biden. Và ngay lập tức, bà đang đưa được đảng dân chủ trở lại thế tấn công trump dù sao thì những người ủng hộ bà Harris đã nói đúng về điều này có những dấu hiệu cho thấy bà Harris đang sử dụng tuần trang mật của mình để chuẩn bị cho những thời điểm khi trump tấn công bà trump sẽ biến các vấn đề như tội phạm và di trú để hy vọng bà không được sự ủng hộ từ các cử tri da trắng và người mỹ gốc latin Cử tri da đen và giới trẻ ủng hộ bà Harris đã gia tăng nhiều cho thấy là bà có nhiều khả năng tái lập lại liên minh của Obama năm 2008 và năm 2012 hơn là liên minh của Biden năm 2020. Nhưng mà đừng quên rằng thành công của Obama lúc đó là có sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động ở các tiểu bang chiến địa thuộc vùng Midwest, tức là vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn đầu tiên của một ứng cử viên tổng thống, bà Harris đã đề cập rõ ràng về các vấn đề kinh tế, cho thấy là bà biết quá rõ về cái vấn đề mà cử tri đang ưu tư như thế này. Và ngay cả ở những khu vực bầu cử thuộc các tiểu bang miền Nam, tức là các tiểu bang đỏ thuộc Đảng Cộng Hòa, đó, thì cũng có thể trở lại ủng hộ bà vì bà đang cố gắng lôi kéo các thành phần cử tri ở những vùng này trở lại ủng hộ cho Đảng Dân chủ. Những tiểu bang này có thể giúp bà mở ra một con đường với cử tri đoàn khác để giúp bà thắng cử thay vì cái con đường cử tri đoàn của tổng thống Biden. Thì cái con đường này gồm các tiểu bang miền Nam như Florida, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, South Carolina, Alabama, Mississippi Louisiana, Tennessee, Arkansas và Texas. Đi tranh cử Bà Harris đã, đã nhắc đi nhắc lại đến các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân. Rồi nhân viên phải được nghỉ phép, có lương vì lý do gia đình. Và bà ủng hộ nghiệp đoàn. Bà cũng trình bày một cách rõ ràng hơn là Biden. Đó. Khi mà bà cam rõ, rõ bác, bá cũng trình bày một cách rõ ràng hơn là Biden có thể làm khi mà bác cam kết là bác sẽ tiếp tục cải thiện sự chăm sóc cho các trẻ em và cuộc sống của người già trong bài diễn văn trước liên đoàn giáo viên Hoa Kỳ um, trước nghiệp đoàn giáo viên của Hoa Kỳ vào hôm thứ năm tuần trước ở tiểu bang Texas thì bà harris bà đã tấn công trump về chính sách kinh tế gọi là trickle down nghĩa là đợi tiền từ đám nhà giàu nhỏ xuống cho dân lao động tức là dân nhà giàu họ thừa tiền vì được trump giảm thuế rồi trump hy vọng là họ sẽ bỏ tiền ra đầu tư mở hãng xưởng cho dân lao động nghèo và chính sách này của trump cho đến nay đã thất bại vì dân nhà giàu đó cái dân giàu sụ này sau khi họ lấy tiền thuế của trump cho họ Họ lấy về Họ ôm cái mớ tiền đó Chứ họ đâu có đầu tư gì cho dân lao động nghèo có việc làm đâu Rồi bà Harris đã tấn công Trump là làm giảm sức mạnh của nghiệp đoàn Giảm thuế cho các tỷ phú Và bà còn phải cáo buộc rằng Trump sẽ cắt giảm phúc lợi y tế cho người cao niên Đó là chương trình Medicare Và giảm tiền an sinh xã hội nếu bà Harris có thể dồn Trump vào thế cứ phải chống đỡ, phải trả lời liên tục về những câu hỏi này của bà đấy, thì tuần trăng mật của bà có thể sẽ vẫn tiếp tục. Hiện nay hầu hết các chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa đều nghi ngờ về triển vọng của bà Harris. Nhưng họ không bao giờ ngờ đến cái màn ra mắt quá tốt đẹp của bà. Họ sẽ đánh giá thấp bà thêm trong bao lâu nữa đây? Bà Harris chỉ cần có 100 ngày nữa thôi. Kính ừ. thưa quý vị, đó là bài viết của ông Eugene Dion Jr. trên báo The Washington Post. Tôi có một bài thứ ba tôi muốn gửi đến cho quý vị. Thành ra chương trình nó cũng hơi dài. Thì bài viết sau đây. Từ cái bài viết trên, đó, bài viết tôi vừa gửi đến cho quý vị đó. Thì bài viết sau đây cho chúng ta một cái nhìn về quan điểm của dân chúng Hoa Kỳ mà tôi cũng khá ngạc nhiên về những chính sách mà dân chúng Hoa Kỳ họ ủng hộ và bà tác giả Jennifer Rubin đã phân tích về đề tài này nè với bài viết có tựa đề là Câu trả lời hay nhất của Harris trước cuộc tấn công của Đảng Cộng Hòa đã cho rằng bà là người quá cấp tiến. Phải nên nhớ là phần lớn đa số dân chúng Hoa Kỳ có cùng quan điểm với bà Harris. Bài viết của bà Jennifer Rubin trên báo The Washington Post ngày 30 tháng 7 năm 2024 và cũng do Bùi Như Mai Dịch thống đốc tiểu bang Minnesota, đảng Dân Chủ là ông Tim Walz, một người có thể được bà Harris chọn làm phó tổng thống. Ông đã đưa ra câu trả lời rất hay trên CNN cho lời buộc tội rằng ông ta quá cấp tiến. Và đây chẳng, đây là câu trả lời của ông thống đốc này quý vị. Nói gì mà quái gở thiệt đó nha. Trẻ em được ăn no để có thể đi học. Phụ nữ được tự đưa ra quyết định của mình và tiểu bang của tôi, tiểu bang Minnesota là một trong năm tiểu bang có sức kinh doanh hàng đầu và cũng nằm trong ba tiểu bang hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Hãy xem nha. Họ sẽ đổ cho tôi bất cứ thứ gì họ muốn đổ tội. Trump thì sẽ chế nhạo. Sẽ phát âm sai tên của các ứng cử viên của bà Harris của tôi, của bất cứ người nào để mà cố gắng nhấn mạnh cái chuyện chế nhạc của ông ta. Sự thật là đó, khi mà mọi người thấy các chính sách của Tổng thống Biden mà Phó Tổng thống Harris cũng có góp phần trong đó đó, và các thống đốc đảng Dân Chủ trên khắp đất nước đã thực hiện các chính sách đó. Họ đã giúp đưa cuộc sống của dân chúng trong tiểu bang của họ lên cao hơn và nền kinh tế trong tiểu bang của họ cũng tốt hơn nữa trình độ học vấn của tiểu bang họ cũng lên cao hơn các con tôi sẽ sống ở đây ở tiểu bang này và mọi người sẽ có cơ hội vào đại học và mọi người sẽ có cơ hội sống ở những nơi mà chúng ta đang nỗ lực giảm lượng đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon mọi người sẽ có thu nhập cá nhân cao hơn và sẽ có bảo hiểm y tế vì vậy nếu đó là cách mà đảng cộng hòa muốn gán một cái mác cho tôi thì tôi rất vui khi được họ gắn cái mác là dân cấp tiến thì tương tự như lời phát biểu của thống đốc Warren, phó tổng thống Harris và các ứng cử viên dân chủ ở khắp mọi nơi cho các chức vụ khác cũng phải nhắc nhở cử tri rằng những gì mà đám MAGA chế diễu là cấp tiến thì thực sự chính những chính sách cấp tiến đã cung cấp những thứ mà dân chúng Hoa Kỳ mong muốn, nhất là dân MAGA nghèo khổ thuộc thành phần lao động. Bà Harris đã có cơ hội để tuyên bố rằng đại đa số cử tri đồng ý với bà về các vấn đề này tổ chức phi đảng phái có tên là Voice of the People, tức là tiếng nói của nhân dân, đã công bố dữ liệu vào đầu năm nay cho thấy là đa số dân chúng chấp thuận một loạt các chính sách mà chính quyền Biden-Harris đã và đang làm. 75% dân chúng Mỹ ủng hộ những điều sau đây nha quý vị. Năng lượng xanh, năng lượng sạch, cải tổ cảnh sát, bắt buộc cảnh sát phải can thiệp. Khi mà các cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và tất cả các cảnh sát phải đeo camera camera theo người và phải bật cái camera này lên khi mà có nạn nhân gọi cảnh sát đến hoặc là khi đối phó với nghi phạm. Phải thành lập một trung tâm quốc gia chứa dữ liệu chứa những báo cáo về hành vi sai trái của cảnh sát. Và cho phép bất cứ ai cũng có thể vào coi các dữ liệu này. Nếu mà khi có cách cú gọi cấp cứu 911 liên quan đến những vấn đề về tâm thần, thì phải đưa các chuyên gia tâm thần đến thay vì đưa cảnh sát đến. Rồi à, phải đánh thuế thêm trên tiền lời bán nhà hay là tiền lời kinh doanh. Phải đánh thuế thêm đối với những người có thu nhập cao nhất ngưỡng. Phải giữ Ob Obamacare, phải cải tổ chương trình Medicare để cho những người trên 55 tuổi được mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi là Medicare. Gia tăng chương trình food stamp, tức là phiếu mua thực phẩm cho người nghèo. Phiếu mà cho người nghèo mua thực phẩm. Đó. Và phải tăng mức lương tối thiểu. Về vấn đề di trú thì phải hợp thức hóa diện di trú DACA đây là chương trình di trú giúp các em theo cha mẹ nhập cảnh khi các em còn nhỏ thì phải giúp các em này được trở thành công dân hoa kỳ rồi phải tăng số lượng visa cấp cho dân di trú có tay nghề cao và phải tuyển thêm nhân viên làm việc cho sở di trú để mà giải quyết nhanh chóng các đơn xin tị nạn về vấn đề ngoại giao phải giữ vững cam kết của hoa kỳ đối với nato và duy trì quân đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Và còn nhiều vấn đề khác mà phần lớn dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ đó là quyền phát thai là 68%, quyền kết hôn của người đồng tính 67%, luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng 65%, chống lại các loại vũ khí tấn công hàng loạt 67%, và ủng hộ sự giới hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán tối cao pháp viện 65%. Các vấn đề như là giảng dạy lịch sử của người da đen rồi lỡ gỡ bỏ lệnh cấm các sách giáo khoa và hợp pháp hóa cần xa thì nhận được hơn 80% sự ủng hộ của dân chúng Hoa Kỳ. Quan niệm cho rằng Harris phải nên tiến gần hơn đến quan điểm ôn hòa trung dung ở phía giữa thay vì là quá tả quá cấp tiến Nói như vậy tức là đã không thấy là bà Harris thực sự đã là người ôn hòa trung dung à? Không thấy à? Chính phong trào MAGA đã đi quá xa, qua cái cánh um, cái cánh hữu cực đoan mà thôi. Cái đám MAGA đã đi quá xa về cái phía bên cánh hữu cực đoan, về các vấn đề mà Harris dễ bị Trump tấn công vì cho là bà quá cấp tiến đó như là vấn đề nhập cư thì bác phải nói rõ là bác đã ủng hộ dự luật biên giới lưỡng đảng mà Donald Trump đã bắt hạ viện cộng hòa dẹp bỏ mấy tháng trước dưới thời chính quyền Biden Harris thì dân vượt biên giới bất hợp pháp đã giảm mạnh và trong khi Trump muốn một hệ thống cảnh sát thật lớn để đi lùng 11 triệu người bị tình nghi là sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đó bắt họ và tống họ vào các trại tập trung và trục xuất họ, bất kể là họ có gia đình đang hiện là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì bà Harris bà có thể bà tính toán cho dân chúng Hoa Kỳ thấy rõ sẽ tốn bao nhiêu tiền để chi cho cái 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 kế hoạch này và cái tiền nó nhiều đến cỡ nào và nó sẽ làm đảo lộn cuộc sống của bao nhiêu người dân Hoa Kỳ nữa chứ không phải không? về vấn đề tội phạm bà Harris có thể tranh cử với chính sách gia tăng ngân sách cho cảnh sát và phải nói rõ là mức tội phạm hiện hiện nay nè đang ở mức thấp nhất trong gần 50 năm tội phạm đặc biệt là tội phạm bạo lực đã giảm mạnh dưới thời chính quyền Biden Harris trong khi đó ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa là Donald Trump là tên tội phạm đã bị kết án 34 tội hình sự mới chính là người đã ra sức làm mất cái tính hợp pháp của hệ thống tư pháp hình sự của đất nước. Thí dụ như ông ta đe dọa bồi thẩm đoàn, ông ta đe dọa thẩm phán. Và hơn thế nữa, Trump hứa sẽ thả những tên bạo loạn tấn công quốc hội ngày 6 tháng 1. Một tên tội phạm như Trump đó có thực sự muốn chống lại một ứng cử viên là cựu công tố viên về vấn đề tội phạm hay không? Dám không? Bất kể những gì mà Trump đào bới được từ chiến dịch tranh cử hồi năm 2019 của bà Harris thì những cái 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 chuyện mà bà làm từ trước tới nay đó đã được mọi người biết đến. Biết đến bà vì bà là một công tố viên cứng rắn với tội phạm. Là một thượng nghị sĩ có khả năng và bà là phó tổng thống nữa. Điều này đủ để bác bỏ sự tấn công là bác xử nhẹ tay với tội phạm. Quá mềm mỏng với tội phạm. Mọi người đều thấy cái câu châm biếm như là công tố viên đấu với tên tội phạm hoặc công tố viên chống tên bịp bợm lừa đảo. Những cái châm biếm này, những cái meme này là quý vị tràn ngập trên mạng xã hội sau khi mà bà lên thay thế tổng thống Biden. Hơn nữa cái dự án 2025 Project 2025 đã cho mọi người thấy là đám Cộng hòa MAGA ngày nay là những tên quá cực đoan. Và kế hoạch này hoàn toàn không được dân chúng ưa. Chẳng hạn như là giảm cái 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 cái, 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 cái giảm những cái nguồn năng lượng xanh, loại bỏ bộ giáo dục và tiếp tục phân biệt đối xử với giới đồng tính đều bị dân chúng phản đối mạnh mẽ rồi đến các kế hoạch cắt giảm quyền lợi của các cựu chiến binh, chấm dứt sự độc lập của cục dự trữ liên bang và đưa những người trung thành với Trump vào thay thế cho 50.000 công chức đang tại chức. Rồi chương trình, rồi chính sách thuế cắt giảm cho giới dầu sụ, rồi chính sách đánh thuế mậu dịch thêm 10% trên các mặt hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ với cái project 2025 này mà Harris bác có thể đập Trump rằng đây là sách lược cho sự hỗn loạn kinh tế để cho lạm phát tăng cao hơn và sẽ làm tăng cái sự tranh lệch giàu nghèo nhiều hơn và đã tước đoạt các quyền tự do dân sự của dân chúng. Về phần Trump và cái anh chàng phó tổng thống mới tinh của Trump là j Vance, Bà Harris sẽ không sẽ nói đã không những họ là những tên weird kỳ quặc bất bình thường mà vấn đề là họ đã đưa cả giáo phái của họ lao xuống vực thẳm, quan điểm của họ gây nguy hiểm cho nền dân chủ, đe dọa sự ổn định về xã đe dọa sự ổn định xã hội và kinh tế đó. và chứng tỏ cái chuyện là họ coi thường pháp luật ra sao coi thường sự chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa, coi thường quyền riêng tư cá nhân, họ khinh bỉ dân di trú và muốn đặt kinh thánh lên trên hiến pháp. Ngoài ra, khi đảng cộng hòa bêu giấu phía đảng dân chủ là dân cấp tiến, tức là họ muốn ám chỉ rằng những người này, những người dân chủ này không phải là người Mỹ yêu nước. Bà Harris phải đập thẳng lại Trump. Vì ông ta, đó, chính ông ta là người thường xuyên tuyên bố Hoa Kỳ là một địa ngục, coi thường vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới, khinh thường quân đội Hoa Kỳ, khinh thường hiến pháp. Vậy thì tư cách gì mà Trump nói đến lòng yêu nước đây? Bà Harris phải vạch ra được sự tương phản giữa quan điểm của Trump là một quan điểm un-American, tức là không phải Mỹ. Ngược với Trump bà là người trung thành với cách thể chế dân chủ và các giá trị của mỹ tóm lại những người là dân thuộc đảng cộng hòa lúc trước họ đang lo lắng thuộc đảng cộng hòa mà mà không phải cộng hòa trump thì họ đang lo lắng và các chuyên gia này cứ muốn bà Harris phải chuyển sang quan điểm ôn hòa hơn họ nói như vậy là họ đã hiểu sai về quan điểm của bà Harris và quan điểm của dân chúng hoa kỳ về một loạt các vấn đề mà tôi vừa kể ở trên đó. Chỉ có một ứng cử viên cực đoan duy nhất muốn phá vỡ cấu trúc nền dân chủ của Hoa Kỳ. Đó không phải là bà Harris mà là Trump. Bà Harris là một phần của đại đa số dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ các vấn đề mà cử tri của cả nước quan tâm nhiều nhất. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của bà Jennifer Rubin trên báo The Washington Post. Bà Harris đó quý vị, bà rất có nhiều đường để bà binh lắm, để chống lại Trump. Vì Trump không phải là một ứng cử viên mạnh. Mà lại lựa một tên phó phó tổng thống J.D. Vance quá dở luôn. Nhưng mà Trump lại là một tên nguy hiểm và độc ác quý vị. Và cử tri bầu cho Trump thật ra cũng chỉ có giới hạn trong phạm vi đám dân điên cuồng của ông ta. Nhưng mà vì hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ này quá độc địa, nên chỉ cần một số nhỏ ở các tiểu bang chiến địa vẫn chưa thấy rõ con người của Trump đó, mà nhắm mắt bầu cho ông ta đó, thì đảng Dân Chủ cũng phải cẩn thận trong chiến dịch tranh cử của mình. Đừng quá lạc quan tếu như là bà Clinton hồi năm 2016 nhỉ. Cho tới giờ phút này thì những gì mà bà Harris đã làm đã cho chúng ta yên tâm là Đảng Dân Chủ đang thực hiện một chiến dịch tranh cử khôn ngoan và sống động. Kính thưa quý vị, đó là bài dịch và bài nhận định cho ngày hôm nay. Thì link bài viết tiếng Anh luôn được kèm theo video này. Xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và bình yên.